Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, chắc hẳn có những lúc chúng ta đọc Kinh Thánh sẽ gặp nhiều trường hợp chúng ta không thể hiểu hết hoặc thấy rất mâu thuẫn, nhiều thắc mắc được đặt ra. Sau đây là những câu hỏi khó chúng ta thường gặp trong Kinh Thánh và phần giải đáp từ cha Matthew Nguyễn Khắc Hy như sau. Trong Kinh Thánh có nói và bên Ai Cập á, vì phạm tội làm sao mà Chúa thì rất nhân lành vô cùng. Dạ. Ai thương xót mà Chúa lại phạt tất cả những cái con đầu lòng, vâng, cả con vật nữa, vâng, là chết luôn, thì như vậy Chúa thương xót sao Chúa, vâng, Chúa giết nó vì nó đâu có, vâng, tội. Dạ, Chúa ác quá nhỉ. Dạ không phải ác, con không dám nghĩ nữa. Thì con, vâng, con nghĩ nữa, con sợ con phạm tội. Dạ không sao đâu, cứ nghĩ đi, nếu mà Chúa mà làm như vậy thì Chúa ác quá. Dạ. Vâng, cảm ơn cô. Thật sự đó, chúng ta đọc Kinh Thánh và nếu trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy hả, khi Thiên Chúa ra lệnh cho ông vua Saul, khi ông đi qua đánh Amorite, thì việc đầu tiên bước vào trong thành là ông phải giết chết tất cả, giết chết tất cả mọi thứ ở trong đó, người cũng như vật. Và chúng ta đọc trong câu chuyện sách Các Vua quyển thứ nhất hả, khi ông Saul sau khi chiếm được thành thì ông thấy mấy con bò mập quá, mấy con dê mập quá, giờ giết uổng, cho nên biết ông làm gì không, ông đem về. Rồi cuối cùng tiên tri Samuel tới mới nói ha ha ha. Ông ha 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 rồi, cái này tôi hả? Ha 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 ha. Ông làm vậy không được, Chúa không cho phép bắt giết, mà tại sao ông làm, ông đưa về? Ông nói bởi vì những con dê con chiên này mập cho nên đem về làm của lễ hiến tế dâng lên cho Chúa. Thì tiên tri Samuel nói làm sao? Tội. Vâng lời trọng hơn của lễ. Anh vâng bất phục Chúa là không được. Rồi chúng ta nghe câu chuyện Chúa cứu dân ra khỏi thành ra khỏi đất Ai Cập, cho dân đi qua biển đỏ ráo chân, tuyệt vời. Rồi ở trong đó, mới cách đây mấy bữa chúng ta hát bài, không biết ở đây hát bài nào mà tôi vẫn thích cái bài hát của hình như Cha Hoàng Kim, vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, xuất hành đó. Tức là kết thúc bài hát một cái là mình hát hùng hồn lắm. Vì uy danh người cao cả, trên ma vơi kỳ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển, ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miền tôi. Chúng ta tung hô cái gì? Chúng ta tung hô một Thiên Chúa đem cho dân Do Thái băng qua biển đỏ ráo chân, còn lại dân Ai Cập cho nước ngập vào chết hết. Kỳ vậy? Vậy thì ai dựng nên dân Ai Cập? Nếu mà trường hợp Thiên Chúa dựng nên mọi sự, mọi người thì tại sao làm như vậy? Đây là một trong những điều mà tôi nghĩ chúng tôi những nam nữ tu sĩ còn có công việc để làm. Đó là chúng tôi mở những lớp để cho anh chị em đi học về Kinh Thánh và hiểu cái ý tưởng của nó nói cái gì. Nhiều khi mình đọc mà mình không hiểu. Người Do Thái người ta viết Kinh Thánh và người ta viết ở trong cái quan điểm của một người đặt niềm tin vào Đức Giê-hô-va Thiên Chúa của họ. Và vì thế tất cả mọi sự việc phải được diễn dịch qua lăng kính của một người có đức tin. Và qua lăng kính của một người có đức tin, họ muốn diễn tả cho người khác biết đây là niềm tin của họ, chứ không phải đây là sự thật, đây là Thiên Chúa. Không. Nếu trường hợp mà ngày hôm nay tôi nói chẳng hạn như ở Ukraine bây giờ đang ngồi học hành đi lễ, có một trái bom nó nổ một cái đùng ở đây, hay là tự nhiên một chiếc máy bay bay rớt xuống một cái bùm rồi chết, mà trong chiếc máy bay có 200 hành khách, chết hết 150 người, còn lại 50 người sống, thì việc đầu tiên khi người ta đến để thăm mình ở trong bệnh viện, mình bị phỏng này kia, nhưng mà người ta đến để phỏng vấn, sao anh, sao chị, sao thấy, sao, ô tạ ơn Chúa, Chúa còn thương con quá, cho nên con lăn qua một bên, nhưng mà lúc đó con thấy lửa cháy lên rồi, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa vẫn còn thương con. Nếu chúng ta không hiểu, thì chúng ta sẽ dùng một loại lý luận gọi là lý luận cùn, để chúng ta cắt nghĩa cái sự không hiểu của chúng ta bằng cách kết luận. À, anh nói là Chúa thương anh cho nên anh còn sống, như vậy là Chúa ghét mấy người kia cho nên mấy người kia chết phải không? Không, tôi không có nói như vậy. Tôi nói rằng Thiên Chúa yêu thương và tôi tạ ơn Chúa. Đây là cách diễn tả niềm tin của tôi. Chứ tôi đâu có nói Chúa ghét mấy người kia cho nên Chúa giết chết họ đâu. Đó là cách anh nói đó chứ. Để hiểu được nội dung của một câu chuyện ở trong Kinh Thánh, chúng ta cần phải hiểu ai viết, viết cho ai, đối tượng là gì. Vì thế để trả lời đơn giản cho cô thì như thế này, đừng có mất đức tin, đừng có lo. Tất cả những câu chuyện được viết trong cái bối cảnh và từ quan điểm của người Do Thái. Ở đó họ tin rằng một cách rất là đơn sơ, Thiên Chúa của họ là đấng toàn năng, toàn quyền.
Và vì thế tất cả những ai chống lại đức tin, chống lại họ thì sẽ bị thần của họ, Thiên Chúa của họ trừng phạt. Nhưng không phải vì như vậy mà Thiên Chúa trừng phạt theo ý của họ cắt nghĩa đâu, đừng nghĩ vậy. Đây chỉ là một lối người ta diễn tả đức tin của người ta mà thôi. Và vì thế chúng ta phải hiểu, như tôi đưa ra một ví dụ, nếu mình có bị nằm trong chiếc máy bay mà có 150 người chết, họ đưa mình vào nhà thương và mình chỉ cần lên tiếng tạ ơn Chúa, chứ bây giờ không lẽ mình không được lên tiếng cảm ơn Chúa chăng? Mà nếu mình cảm ơn Chúa là Chúa thương con, thì người ta, những người không hiểu biết, họ sẽ đổi lời của chúng ta và họ cắt nghĩa rằng ông này nói rằng Chúa không thương mấy người kia, bởi vì ông nói Chúa thương con cho nên con được sống. Như vậy có nghĩa là Chúa không thương mấy người kia cho nên mấy người kia bị chết. Đây hoàn toàn là một sự ngộ nhận sai lầm và lời cắt nghĩa hoàn toàn là bịa đặt. Vì thế tất cả những câu chuyện được viết ra là để diễn tả đức tin của người Israel, của người Do Thái đặt vào Thiên Chúa. Và trong câu chuyện đó họ thấy rằng chính Thiên Chúa đã yêu thương họ, đem họ qua biển đỏ rao chân, và đó là điều họ cần tin. Còn việc Thiên Chúa có giết người Ai Cập hay không, đó là sự kiện họ cắt nghĩa theo cái nhìn của họ, chứ không phải vì như vậy mà Thiên Chúa giết người Ai Cập đâu. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng người Ai Cập cũng là con cái của Thiên Chúa nhé, chứ không phải mà nếu thật sự Thiên Chúa của chúng ta mà cứ đụng đâu giết đó vậy thì tôi thấy Thiên Chúa của mình ác quá. Nhưng mà chắc chắn không phải như vậy đâu, đừng có lo. Thế cha, câu hỏi của con là một cuộc hôn nhân mà họ không có cùng một tôn giáo với nhau, họ có thể là đạo Phật hay là đạo Tin Lành hay gì mà họ lấy nhau, thì giáo hội mình luôn nói là con cái của họ sanh ra phải được rửa tội trong công giáo, phải không thế cha? Mà nếu mà như vậy thì con cảm thấy là bố nó không giữ đạo, mẹ nó không có giữ đạo, nó lớn lên trong một cái môi trường đức tin không có được tiếp tục nuôi dưỡng, thì con thấy không biết là như vậy. Xin cha giải thích thêm ạ. Cái câu hỏi của chị nó có hai phần, tôi không biết chị đứng ở đâu, nhưng mà câu hỏi của chị thật sự nó có hai phần. Mà tôi đó là thuộc cái dạng người gọi là nhiều chuyện, cho nên những cái chuyện nào mà nó chưa rõ thì tôi làm cho nó rõ hơn. Bởi vì cái câu hỏi của chị tôi nghĩ là nó không rõ. Đây nè, câu hỏi của chị là như thế này: có cha mẹ ví dụ không cùng tôn giáo, một người công giáo lấy một người không công giáo sinh con ra, thì giáo hội bác là phải rửa tội, mà bây giờ chúng nó không làm gương, không sống đức tin, thì trong môi trường đó như thế nào? Tôi phân tích ra trở thành hai câu. Nếu trường hợp cha mẹ chúng nó là công giáo nhé, tôi cho là công giáo chứ đừng có nói là những người, một người công giáo một người không, mà bây giờ bố mẹ nó không sống đức tin, thì tội nghiệp cho đứa nhỏ nếu nó được rửa tội trong một môi trường không có đức tin, liệu chừng có nên rửa tội cho nó không? Đó là câu hỏi đó. Nhưng mà bây giờ tôi đi cái câu hỏi trước cái đã. Thật sự giáo luật 1917 yêu cầu những người công giáo khi lấy một người không công giáo thì con cái sinh ra phải được rửa tội, và đây là một lời hứa trước khi hai người lấy nhau. Nhưng đến thời kỳ giáo luật 1983 thì họ thay đổi, họ không bắt như vậy nữa. Nhưng họ bắt cái gì? Họ bắt là người công giáo khi lấy một người không công giáo thì sau này cố gắng hết sức có thể đó. Giáo luật 1917 thì nói là phải rửa tội, giáo luật 1983 thì nói là cố gắng hết sức có thể để đưa con cái đi rửa tội. Có nghĩa là nếu trường hợp là một người công giáo thì người cha người mẹ đó phải cố gắng thuyết phục để cho người chồng người vợ mình cho con đi rửa tội. Nhưng nếu trường hợp việc thuyết phục không được, hay nếu trường hợp việc thuyết phục có thể xảy đến những xích mích gây gỗ đến độ có thể vợ chồng tan vỡ chăng, thì chuyện đó không là quan trọng nữa. Bởi vì bí tích hôn nhân và sự chung thủy giữa hai người quan trọng hơn, cho nên giáo hội yêu cầu người công giáo phải cố gắng hết sức mà thôi, và đó là một cái thay đổi mới. Cái thứ hai, khi đem một em bé vào rửa tội, việc đầu tiên thường thường cha xứ hỏi là em có được, sẽ được hy vọng lớn lên trong một môi trường thực tập đức tin không? Đây là một câu hỏi thông thường. Vì thế, dù em đó đến từ một người cha người mẹ không cùng tôn giáo hay cùng là tôn giáo, ý tôi muốn nói là công giáo, thì câu hỏi đó đều được cha xứ hỏi. Lý do, có những cha mẹ ngày nay không cho con đi rửa tội, tôi đang nói công giáo đó nha, nó có đi lễ đâu, cho nên ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội đem đi rửa tội. Thì câu hỏi đầu tiên của cha xứ, vậy thì ông bà có dám bảo đảm cho đứa cháu này lớn lên trong một môi trường đức tin không? Bởi vì nếu cha mẹ nó có rửa tội là công giáo mà không sống đức tin, thì cha xứ có quyền từ chối không rửa tội cho đứa nhỏ.
Bởi vì đứa nhỏ không được bảo đảm lớn lên trong một môi trường sống đức tin. Vì thế câu để trả lời câu hỏi của chị có hai phần thì tôi trả lời rất rõ. Cái thứ nhất, luật của 1917 thì bỏ rồi, 1983 yêu cầu là cố gắng hết sức thuyết phục để đưa con đi rửa tội nhưng mà không bắt buộc. Cái thứ hai, nếu con cái đem đi rửa tội phải làm thế nào, cố gắng hứa là chúng nó được lớn lên trong một môi trường đức tin. Nếu nó không có trong môi trường đức tin, coi chừng cha xứ sẽ không rửa tội, và đó giáo luật cho phép chuyện đó. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.